Ngày 28 tháng 6, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam giám đốc và hai phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giao thông Vận tải thuộc Công ty Cổ phần Giao thông Vận tải Quảng Nam. Các bị can gồm ông Nguyễn Văn Sáu, giám đốc và hai ông Lê Thủy Thành và Đào Ngọc Luân, phó giám đốc bị khởi tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, công an tỉnh đã điều tra và phát hiện từ năm 2021 đến năm 2022, trung tâm do ông Sáu làm giám đốc đã sử dụng giáo viên, phương tiện xe ô tô khống để hợp thức hóa hồ sơ đào tạo của hơn 800 học viên học lái xe nhằm thu lợi bất chính. Toàn bộ hồ sơ đào tạo này đều là giả. Hành vi của ba người này đủ yếu tố cấu thành tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức theo Điều 341 Bộ Luật Hình Sự. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.